Tập 18. Em thì lúc nào không giống như người gỗ có được không? Thời buổi này người ta đều thích mang giày da rồi. Em còn làm cái đó để làm gì? Người ta không phải muốn làm cho anh một đôi giày để mang thoải mái trong nhà sao? Bà xã à, anh nói cho em biết, đã đến lượt bổn thiếu gia thay đổi vận mạng rồi. Người ta thường nói người tốt ông trời sẽ phù hộ, không cần anh ra tay thì hậu viện nhà họ Phạm cũng tự bốc cháy rồi. Anh thích tên họ Hạ này lắm, có thể nói ông ta là quý nhân của Quan Hán này đấy. Này, em hãy nhìn ở đây đi. Lưới không chuyển nước đã chuyển rồi. Phạm Quang Hán này lại trở về rồi. Em nói điều này cũng đúng đó. Nếu muốn nói đây là tạo nghiệp thì hình như mọi người đều có phần, không ai tốt hơn ai đâu. Quang Hán à, nếu anh thật sự có bản lĩnh thì anh hãy cố gắng sống cho tốt đi. Em sẽ đi theo anh. Nếu không, nhân lúc còn sớm, anh hãy từ em đi. Nếu nói như vậy em không thể sinh con. Phải. Vậy thì em không có số làm phu nhân rồi. Đó chẳng qua chỉ là bản hiệu bằng giấy của Phạm gia thôi. Không phải là em không sinh con mà anh vẫn đứng vững ở trong nhà họ Phạm hay sao? Mẹ kiếp. Em muốn hại chết anh phải không? Em giỏi lắm. Em muốn anh không thể làm người thì anh cũng để em làm ma cũng không xong. Ra ngoài đi. Ra ngoài. Nhìn đi. Điều nên thuộc về Quan Hán này sớm muôn gì cũng không chạy khỏi đâu. Cậu đừng hòng quấy đuôi ở đây. Cút đi. Cút đi. Linh Tử à, em bằng nói danh thế nào vậy? Anh nói cho em biết, sau này em nên đi theo bổn thiếu gia đi. Có anh ở bên cạnh, em nói đi, anh có thể xử tệ với em không? Hơn nữa, chỉ cần em không chống đối anh thì chuyện tốt trong phủ chính là của em và anh rồi. Sau này trong phủ anh sẽ là người quản lý mọi việc phải không? Nếu em không muốn làm việc, em cứ ở trong phòng. Thiếu tiền xài, em lấy ở chỗ anh, đúng không nào? Chuyện chỉ đơn giản vậy thôi. Em nói đi, em với anh, hai chúng ta còn phân biệt trong ngoài gì nữa? Thế nào rồi? Bà cô nhỏ à, cho chút phản ứng gì đi chứ. Được thôi, cậu hãy giao chuyện trong trang viện cho tôi quản lý đi. Ôi trời ơi, em bằng nói như thế nào vậy? Không phải chỉ là chút chuyện trong phủ sao? Em còn suy nghĩ đến nữa à? Cậu có hứa hay là không đây? Anh hứa thì sao? Anh không hứa thì sao? Nếu cậu hứa thì mọi chuyện dễ nói rồi. Anh không hứa đâu. Nếu cậu không hứa thì bây giờ tôi sẽ đến phòng lão gia tố cáo cậu cưỡng hiếp tôi đấy. Linh Tử à, em dọa ai vậy? Dọa cậu đó. Người trong trang diện này có ai có ấn tượng tốt về cậu không? Cậu nói đi, lão gia tin cậu hay là tin tôi đây? Em không dám đâu. Tôi đi nói ngay bây giờ đây. Linh Tử à, em chỉ nói thôi mà, tại sao phải làm thật vậy? Được. Được. Em giỏi lắm. Trong trang viện này em có chọc ghẹo ai cũng không dám chọc ghẹo em đâu. Định nói với lão gia đi. Anh hứa với em. Bà, bà đuổi Hạ tiên sinh thì thôi đi, nhưng bà không thể đối xử với mẹ con như vậy. Bà còn chưa tính sổ với con đó. Ngược lại con còn dạy ngược lại ba sao? Bà hỏi con, ai là người đưa tên họ Hạ kia vào nhà? Còn gây ra chuyện xấu không thể cho người ta biết nữa nào. Mẹ con đã làm chuyện xấu gì chứ? Hơn nữa, khi mẹ con và Hạ tiên sinh quen nhau, mẹ con còn chưa quen ba mà. Con đừng được nước lớn tới đấy. Mẹ con không vào nhà họ Phạm thì có con không nào? Đó là hai chuyện khác nhau. Đừng kéo con về chuyện này. Niệm Nhân, đừng tưởng là được đi học vài ngày thì có thể hiểu hết đạo lý làm người đấy. Ba, đối với con, ba đúng là có ơn dưỡng dục, nhưng mẹ con cũng là người mà. Niệm Nhân, chuyện người lớn chưa đến được con xen vào đâu. Ba nuôi con lớn như thế này cũng không phải vì để con chọc giận ba. Ba ngồi đi. Ba đừng giận nữa mà. Con biết là giọng nói của con hơi cao một chút. Đó là tại vì con quá nóng ruột. Con sai rồi. Nhưng mà ba, con xin ba đó, sau này ba đừng đối xử với mẹ con như vậy nữa có được không? Ba định đi đâu vậy? Không đi đâu cả. Ở trong phòng khó thở lắm. Ra ngoài này hít thở thôi. Ba, con muốn thương lượng với ba chút chuyện. Con nói đi. Ba, lúc nãy con đã suy nghĩ rồi. Ba thấy không, tiểu tâm tử bây giờ không có ở đây, phu nhân lại bị tước quyền như vậy. Chuyện trong ngoài trang viện này đúng là không ít. Con sợ bản thân con quản lý không xuể. Con sợ con lại làm ra chuyện có lỗi với gia đình đó. Quan Hán à, con có thể suy nghĩ được như vậy tức là đã tiến bộ rồi. Con có ý định gì cứ việc nói đi. Ba, con suy nghĩ như vậy. Chuyện lớn nhỏ trong phủ, Linh Tử cũng được xem là người hiểu rất rõ. Chủ yếu là công việc ở cửa tiệm không được suôn sẻ lắm. Con muốn bận tâm ở ngoài nhiều hơn. Sau này chuyện trong phủ hãy để cho Linh Tử quản lý giùm con đi. Nếu bà cảm thấy không thích hợp thì coi như con không nói đến. Một mình con cũng có thể ứng phó mà. Dù sao Linh Tử cũng chưa từng quản lý công việc, không có kinh nghiệm gì. Thôi đi bà, coi như con không nói nữa. Con nhỏ Linh Tử này đầu óc được lắm, bụng dạ cũng rất chu đáo. Chuyện trong phủ có nói giúp đỡ con thì bà yên tâm rồi. Vậy thì ba đồng ý rồi à? Lát nữa con nói với nó một tiếng. Sau này chuyện trong phủ sẽ giao cho nó quản lý. Nó quản lý bên trong, con quản lý bên ngoài. Tốt xấu trong tương lai của nhà họ Phạm sẽ phải nhờ vào các con rồi đó. Đại thiếu gia, hôm nay tôi đến đây muốn nói cho mọi người biết một chuyện. Lão gia lên tiếng rồi. Từ nay về sau, chuyện cửa tiệm của nhà họ Phạm sẽ do tôi quản lý. Chuyện lớn nhỏ trong trang viện sẽ do Linh Tử đây quản lý. Sau này nếu mọi người có chuyện gì thì trực tiếp đến gặp Linh Tử, không cần nói lại với lão già nữa. Có hiểu chưa? Điều này... Từ nơi đã hiểu chưa vậy? Dạ hiểu rồi đại thiếu gia. Cậu không phải nói nếu sau này có chuyện gì đều phải nghe lời Linh Tử sao? Linh Tử à, con biết xấu hổ không vậy? Bà đừng mắng con. Mắng con à? Bà nóng ruột đến nỗi bà muốn đánh con đấy. Này, sau này trong Phạm phủ muốn ăn gì uống gì, có phải cần hỏi ý kiến của con trước không? Điều này là lão gia căn dặn, không liên quan đến con đâu. Nếu bà có ý kiến gì thì bà hãy nói với lão gia đi, để cho con thôi việc. Con tưởng người trong Phạm phủ đều là người điên sao? Tại sao con hùa với thiếu gia rồi? Con tưởng con làm được chút chuyện thì giỏi lắm sao? Bà, con quản lý dù sao cũng tốt hơn cậu ta quản lý mà. Bà đã từng tuổi này, tại sao ngay cả chuyện này bà cũng không hiểu vậy? Bà, đánh đi, đánh đi. Dù sao con cũng là con gái của ba mà, đánh chết cũng không sao đâu. Đánh đi. Sắp rồi, sắp rồi. Con sắp hủy hoại mọi người rồi. Ai hủy ai? Chúng ta hãy chờ xem. Phu nhân, phu nhân, phu nhân, Nghiêm ma, bà thấy tôi có thể làm công việc gì không? Phu nhân không cần làm việc gì đâu, bà hãy về phòng nghỉ ngơi đi. Nếu lão già đã lên tiếng kêu ta vào bếp làm việc, ta không thể không nghe đâu. Phu nhân à, nếu phu nhân muốn ở lại đây thì phu nhân hãy ngồi ở đó đi. Phu nhân à, để tôi cho một bình trà cho phu nhân. Tâm ý của mọi người ta hiểu mà. Ta không thể không làm gì đâu. Đừng có làm khó ta nữa. Phu nhân à, phu nhân là chủ, còn chúng tôi là người nhận tiền công của Phạm gia, làm sao có thể để cho phu nhân làm việc được nào? Đúng vậy. Phu nhân à, nếu phu nhân nhất định phải ở đây thì phu nhân cứ ngồi ở đó một lát đi, cứ nhìn chúng tôi và nói chuyện gì đó cho chúng tôi nghe. Phu nhân à, nếu quả thật phu nhân muốn làm việc thì phu nhân hãy ngồi ở đây lựa gạo đi. Trong gạo này có cát đó, từ từ lựa đi. Phu nhân ngồi đi. Mẹ, mẹ còn làm thật sao? Chuyện lựa gạo này là công việc thể lực đấy. Đôi mắt của mẹ còn sáng không vậy? Mẹ quá mệt mỏi rồi, làm từ từ thôi. Không ngờ con còn hiếu thảo như vậy, còn nhớ mẹ như vậy. Con yên tâm đi, công việc lựa gạo này không làm cho người ta mệt chết đâu. Mẹ, trong lời nói của mẹ còn có ý gì đó. Nếu mẹ có giận điều gì thì mẹ hãy nói với ba đi. Đừng làm khó bọn tiểu bối như tụi con đi. Cậu nói có đúng không nào Linh Tử? Cái gì mà đúng không? Cậu đừng quên, cậu đang nói chuyện với phu nhân trong phủ này đấy. Đúng, đúng. Tôi đang nhờ Nghiêm Mama và Điện Sư Phụ chăm sóc cho phu nhân mà. Để mẹ phải làm công việc nặng nhọc này, tôi còn không phải sợ mẹ bị mệt sao? Người có thể lên tiếng trong trang diện này là ai vậy? Nặng nhẹ, mau chậm, trong lòng tôi hiểu rõ mà. Cậu nên làm gì thì đi làm đi. Vậy thì được rồi, vậy thì được rồi. Tôi đến cửa tiệm xem xét một lát đi. Phu nhân à, phu nhân đừng giận. Chúng ta mặc kệ lão gia nói gì đi, dù sao bà cũng là phu nhân mà. Đừng làm công việc này nữa, được không? Nào, đưa cho con đi. Con thấy ta bây giờ chưa? Con phải để cho Linh Tử bảo vệ cho ta nữa. Vậy nếu con đã là người có quyền lên tiếng thì phu nhân phải nghe lời con. Nếu lão già có trách tội thì hãy trách tội con đi. Nào, đưa cho con. Linh Tử à, con là hòa thượng có miếu nào vậy? Con cũng dám dùng khẩu khí này với phu nhân sao? Bà, khẩu khí đáng bao nhiêu tiền một cân? Con thấy ba đúng là già đến hồ đồ mất rồi. Nói như vậy ba cũng không hiểu à? Linh Tử, con khốn kiếp này. Điền sư phụ, Điền sư phụ. Điền sư phụ, lão gia căn dặn rồi, chiều nay có hai người đến sửa cổng nhà, làm thêm 2 phần cơm đi. Điền sư phụ à, bất kể thế nào Linh Tử cũng là con gái ông, ông không nên ra tay đánh nó đâu. Điền sư phụ, ông là người già trong phủ, quy tắc trong phủ ông không phải không biết. Linh Tử là con gái của ông, về đến phòng muốn đánh thế nào, mắng thế nào tôi mặc kệ. Người đưa ra quyết định để cho Linh Tử quản lý chuyện trong phủ là tôi. Ông đánh nó là muốn cho ai xem vậy? Lão gia, phu nhân dù sao cũng là phu nhân, không thể làm việc nặng nhọc mà. Trong trang viện này không còn phu nhân nữa đâu. Muốn làm thì làm, không làm thì cút khỏi trang viện này đi. Phạm gia không nuôi người ăn cơm không đâu. Dạ lão gia, tôi biết rồi. Điền sư phụ à, 2 năm nay Phạm gia đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Ông là người lớn tuổi trong phủ, ông đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa. Hơn nữa, để cho Linh Tử làm chút việc lớn cũng là phước của ông mà. Dạ lão gia, lần này thì tôi hiểu hết rồi. Đi đi, có khúc mắc gì thì tự tháo gỡ đi. Linh Tử à, ba đừng nói gì nữa. Không được, ba phải nói. Ba nói con không muốn nghe đâu. Con đừng có cản ba. Không muốn nghe ba cũng phải nói. Tiền đại trù này xin thề, từ nay về sau, mỗi buổi sáng vào lúc 6 giờ rưỡi, tôi nhất định đến xin ý kiến cô, để xem trong phủ ăn gì và uống gì, nhà bếp có công việc gì, cô cứ việc căn dặn. Còn nữa, dù sao bây giờ cô cũng là người quyết định trong phủ rồi, sau này đừng gọi tôi là ba nữa, mất mặt cho cô lắm. Cô hãy xem cô như Tôn Ngộ Không đi, được sinh ra từ một cục đá đi. Thiếu gia, mở tủ tiền ra cho tôi. Tiền trong tủ, bạc lẻ hay bạc chẳng, đặt lên bàn cho tôi. Dạ. Thiếu gia, ngày tháng trước đây ai muốn tôi gặp xui xẻo nào? Thiếu gia, cậu nói gì vậy? Người làm ở chỗ chúng tôi đây ngày nào cũng chúc cậu được vạn thọ vô cương mà. Tên tiểu tử này tâm khẩu bất nhất như vậy, con không phải ngày nào cũng trụ tôi chết sao? Thiếu gia, cậu khôi hài thật đấy. Chúng tôi đều trông mong vào cậu để ăn cơm mà. Nếu cậu chết đi thì chúng tôi đều phải ngáp gió đấy. Hơn nữa, thiếu gia là người tốt số, dù chúng tôi có trụ cậu gấp mấy đi nữa cũng không trụ được cậu mà. Có đúng không? Cậu thấy không quá 3 ngày cậu đã cầm lại chìa khóa rồi. Lần này không phải trở về rồi sao? Tên tiểu tử này cũng được xem là biết phân biệt phải trái. Bây giờ nghe tôi nói đây, bầu trời của Phạm phủ vẫn là bầu trời thoáng đãng của thiếu gia này đấy. Dạ đúng, dạ đúng. Đất của Phạm gia vẫn là mảnh đất màu mỡ của thiếu gia mà. Chìa khóa của Phạm phủ vẫn kêu len keng, vẫn được treo trên thắt lưng của thiếu gia này đấy. Đúng đúng. Gà vịt heo chó trong Phạm gia còn phải nghe theo lời của thiếu gia mà. Có đúng không nào? Toàn trụ, dạ. Nếu mày còn dùng miệng chống đối với tao, tao sẽ đánh mày đấy. Thiếu gia, tôi là người không có ăn học, ăn nói thô lỗ, nhưng mà lời thô lỗ, ý không thô lỗ, có phải không? Thôi được rồi, bỏ hết tiền này vào túi đi. Dạ được. Cậu thấy không, tôi không nói sai chứ. Tiền của Phạm gia vẫn chảy vào túi của thiếu gia sột sạt như vậy đấy. Đây, cậu cầm lấy đi. Toàn trụ à, ghi lại con số này đi. Nếu sau này thiếu mất con số này, dù phải trừ trong tiền công của mày, mày cũng phải gánh giùm tao đấy. Dạ thiếu gia, cậu chờ xem đi. Anh Toàn trụ, thiếu gia lại thế nào nữa rồi? Hoàng Dương rồi đó. Ai vậy? Niệm Nhân à? Sao em đến đây? Mau vào đây đi. Nào vào đây đi. Em sao vậy? Qua đây. Ngồi xuống nhanh lên. Như vậy là sao? Ai ăn hiếp em vậy, nói cho Tam Ca biết đi. Tam Ca, quả thật em rất khó hiểu được tình cảm của ba em và mẹ em. Đây là tại vì Hạ Tiên Sinh thì tại sao mẹ em lại không cao chạy xa bay với ông ấy? Anh cảm thấy dễ hiểu lắm mà. Mấy câu nói nhẹ nhàng của Hạ Trung Thu, dĩ nhiên là phu nhân không đi theo ông ấy rồi. Nhưng hôm nay em vừa nhắc đến cô người Hạ Trung Thu này với anh, thì trong lòng anh cảm thấy không thoải mái rồi. Tam Ca, nếu chẳng may tình cảm của họ là thật thì sao? Sao em biết là thật nào? Làm sao em biết phu nhân suy nghĩ như thế nào? Làm sao em biết Hạ Trung Thu là thật hay không? Tại sao em không suy nghĩ cho lão gia vậy? Dù sao ông ấy đã có tình cảm nương tựa vào nhau mấy chục năm rồi. Vậy thì chỉ dựa vào chuyện nhỏ như vậy mà ba em từ bỏ mẹ em, ông ấy có thể làm được sao? Đây là chuyện nhỏ à? Không phải đâu. Lão già đã là người 60 mấy tuổi rồi. Dù nói thế nào, thân phận và địa vị đều đang bày ở trước mắt. Hơn nữa, trong chuyện này, dù mẹ nuôi có nói thế nào đi nữa, ít nhiều gì cũng phải gánh một chút trách nhiệm. Em biết em không thể nói rõ danh mà. Trong mắt anh, ba em lúc nào cũng đúng. Tại sao anh không suy nghĩ cho mẹ em? Sao anh không có suy nghĩ nào? Anh đã suy nghĩ nhiều rồi. Chẳng qua anh không có suy nghĩ như đại tiểu thư nhà họ Phạm như em thôi. Phạm gia đúng là hơi cứng cỏi một chút, nhưng bóng mát của tổ tông lão gia vẫn còn. Đại trang diện tráng chắc đó vẫn còn. Đại tiểu thư, nhị tiểu thư vẫn còn. Hạ Trung Thu vừa đến, chỉ cần ra chiêu chuồn chuồn chạm vào nước thì muốn phu nhân đi theo ông ta sao? Chuyện thức tiết như vậy em cũng làm được sao? Tại sao em không hiểu vậy? Lão già có tính tình thế nào em không hiểu sao? Ông ấy là bị lời nói của Quan Hán cản lại, không thể xuống đài được, nên chỉ còn cách làm vậy thôi. Vậy thì sự việc đã đi đến nước này. Tam Ca, anh thấy nên làm sao? Còn có thể làm sao nữa? Đợi thôi. Dù trái tim của lão già có cứng rắn cách mấy cũng làm bằng thịt mà. Mặc dày cách mấy cũng không dày bằng dày đâu. Dù nói thế nào thì với mẹ nuôi cũng là tình cảm 20 mấy năm rồi. Nhưng mà hôm nay anh có một câu nói phải nói rõ cho em biết, Niệm Nhân à. Cho dù Quan Hán này có dụng ý ác độc, nhưng đối với người họ Hạ này, cho dù Quan Hán không đuổi ông ta đi, thì một ngày nào đó anh cũng đích thân đến Phạm Phủ để mời ông ta ra ngoài đấy. Mẹ, mẹ ngồi đi, để con làm cho. Mẹ, mẹ còn làm việc thật sao? Đã nhiều năm không làm như vậy rồi, trong một lúc đúng là không thể thích nghi được đấy. Mẹ nghe lời ba con như vậy sao? Trong 2 năm này mẹ ít hoạt động, gân cốt yếu lắm rồi. Mẹ coi như là đang rèn luyện thân thể thôi. Mẹ à, sao mẹ lại mềm yếu như vậy? Trong nhà chúng ta mẹ cũng là chủ nhân mà, không thể để cho một mình ba quyết định đâu. Đây là quy tắc của tổ tông đấy. Quy tắc gì cũng nên phá vỡ rồi đó. Niệm Nhân à, có quy tắc cũng tốt mà, bớt lo đó thôi. Đôi khi vào lúc con phải đưa ra ý kiến thì bản thân con vẫn chưa biết nên làm như thế nào đâu. Mẹ à, con muốn hỏi mẹ một câu. Con muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Trước đây có phải là mẹ từng thích Hạ Tiên Sinh không? Không có, mẹ nói dối. Không có thật mà. Sau khi mẹ lấy ba con thì mẹ xem ông ấy đã chết rồi. Còn bây giờ thì sao? Không còn bây giờ nữa đâu. Mẹ xem ông ấy còn sống thì còn sống, xem ông ấy đã chết thì đã chết. Trên đời này hình như còn có hàng vạn hàng ngàn con đường để đi mà. Nhưng mà con đường có thể đi chỉ có một mà thôi. Con thấy không, ba con bây giờ đã như vậy rồi. Con nói đi, con còn cách nào với ông ấy không? Linh Tử à, ba hả? Sớm như vậy có chuyện gì không? Tôi đến đây để hỏi ý kiến. Cơm trưa, cơm tối hôm nay chúng ta sẽ ăn gì? Ba, sau này ở trong phủ muốn ăn gì bà không cần hỏi con, tự ba quyết định được rồi. Không được, chuyện trong phủ lão già đã giao lại cho con thì bà phải hỏi con. Vậy thì được rồi, hôm qua ăn cái gì thì hôm nay ăn cái nấy vậy. Được, tôi biết rồi. Vị tiên sinh này, xin hỏi anh muốn tìm ai? Chào anh, cho tôi hỏi thăm một lát, đây có phải Phạm gia không? Đúng vậy. Có người nhà tôi chuyển mảnh giấy này đến Niệm Nhân tiểu thư, phiền anh giao lại cho cô ta. Vậy thì cảm ơn anh, bây giờ tôi sẽ mang đến cho đại tiểu thư chúng tôi ngay. Làm phiền anh. Hỗn láo, muốn dạy ba hay sao? Con còn non nớt lắm. Ba, chuyện gì cũng phải nói lý lẽ chứ. Bản thân ba làm không đúng, con không cho phép người khác nói à? Con hiểu cái gì gọi là đúng hay là sai nào? Chuyện bản thân con vẫn chưa quản lý xong mà con còn muốn quản lý cả chuyện của ba mẹ con à? Cầu ba đã đi còn nhiều hơn đường con đi đấy. Tại sao bà không nói muối ba ăn còn nhiều hơn cơm con ăn đi? Đúng vậy, con tự thêm vào đi. Ba, bà không thể lúc nào cũng dùng suy nghĩ cũ để đối xử với chuyện hôm nay. Bây giờ là dân quốc thứ 25 rồi, không phải thời nước Đại Thanh đâu. Bà không cần biết triều đại gì, quy tắc làm người này không ai có thể phá được. Con đừng tưởng là mình đã học được vài cuốn sách thì có thể bàn chuyện thiên hạ. Nếu con cảm thấy ở trong căn nhà này không được vui thì con có thể đi đó. Bà cũng là người xuất thân từ gia đình có học, sao bà ăn nói không có lý lẽ như một lão tài chủ vậy? Nếu con muốn hối thúc ba chết sớm thì cứ nói rõ đi. Bà nói cho con biết, chỉ cần ba còn lại một hơi thở thì đừng có ai hòng bước qua thân thể này. Tóm lại con không có sai. Đại tiểu thư, thơ của tiểu thư đây, đại tiểu thư. Thiếu gia, cậu đến rồi hả? Thiếu gia, ôi, có phải Phạm gia lại để cho cậu quản lý không? Còn phải nói sao? Quan Hán này là ai nào? Phạm Quang Hán này lại trở về rồi. Thiếu gia, thiếu gia, thiếu gia gầy đi rồi đấy. Cục cưng à, anh nhớ em lắm. Thiếu gia, có câu nói này của cậu thì em thỏa mãn lắm rồi. Sau này đừng đến tìm em vào ban ngày nữa. Nếu gặp phải người quen thì thiếu gia về nhà lại khó xử nữa đấy. Bây giờ anh có tiền và còn có em nữa, anh phải khó xử gì nào? Tiền thì phải tiêu xài tiết kiệm, phải suy nghĩ đến lúc không có tiền đấy. Thủy Tiên à, anh biết em đối với anh có tình có nghĩa lắm mà. Có xài bao nhiêu tiền gì em cũng xứng đáng thôi. Thiếu gia, em không thiếu tiền xài đâu. Chỉ cần anh đối xử tốt với em thì chính là phước của Thủy Tiên rồi. Đại tiểu thư, cuối cùng cô đã về rồi. Ở đây có lá thư của cô đó. Gửi đến đây vào lúc nào? Trưa nay. Sao bây giờ anh mới đưa cho tôi? Thật ra tôi muốn đưa cho tiểu thơ rồi, nhưng mà cô đang ở trong phòng lão gia nên tôi không dám vào trong đó. Chuyện lớn như vậy đã bị anh làm chậm trễ mất rồi. Cô đi đâu vậy? Đến trường. Đại gia, cho tôi hỏi thăm một lát, ở đây xảy ra chuyện gì vậy? Cô nương, sao cô còn đến đây nữa? Tối qua có chuyện bắt bớ đây đấy, trong đó có nam có nữ. Cô đi mau đi, đừng về đây nữa. Tam ca, Hạ Trung Thu và người của tụi em đã bị họ bắt đi rồi. Em muốn nói người của tụi em đều bị bắt rồi sao? Chết rồi, ông chủ Thái chắc chắn gặp nguy hiểm. Ông chủ Thái à, Niệm Nhân, bây giờ em về nhà ngay đi, không được đi đâu hết. Nên nhớ chuyện này không được cho mẹ nuôi biết đó. Về nhà ngay đi, có nghe thấy không? Đi đi. Ông Thái à, ông muốn đi đâu vậy? E rằng không kịp rồi đó. Chuyện này, người anh em à, ai là người phía nào? Cho dù là phía nào cũng không để ông yên đâu. Tôi khuyên ông đừng nên giở trò gì hết. Cấp trên có lệnh kêu tôi phải bắt sống ông. Ông đừng ép tôi phải nổi súng đấy. Thái già, ông mau đi đi, không thể ở lại đây đâu. Tam Nhi, tìm đồ cổ giao lại cho anh đấy. Ông yên tâm đi, không mất một viên ngói nào đâu. Được rồi, tôi đi đây. Mau đi đi. Phu nhân, ai vậy? Con, Linh Tử đây, vào đi. Phu nhân, chân của bà sao vậy? Để con đấm bóp cho phu nhân. Bây giờ chỉ có con nhớ đến ta thôi. Linh Tử à, sau này người và chuyện trong phủ con phải nhìn rõ hơn đấy. Nhưng mà nhìn rõ vẫn chưa đủ đâu. Con còn phải học ở Tam Ca con. Bất kể làm chuyện gì cũng không để người ta nói đến chữ không đó. Phu nhân à, sau này nếu con có làm sai chuyện gì, bà cứ trực tiếp dạy bảo con đi. Con nói đi, Bây giờ ta còn là phu nhân gì nữa nào? Phu nhân à, bất kể lão già nói như thế nào, nghĩ như thế nào, thì ở chỗ con, ở trong lòng con, bà vẫn là phu nhân đấy. Linh Tử à, được ở trong lòng con thì có ích lợi gì chứ? Linh Tử à, con là người được sinh ra trong trang viện này. Trước đây mọi người đều có thể chăm sóc cho nhau, còn bây giờ ta không còn mong muốn gì cả. Sau này chuyện trong trang viện con hãy quản lý tốt hơn đi. Quan Vũ, anh về đây lúc nào vậy? Tới quà đi. Hạ Tiên Sinh, chúng ta đến chỗ khác nói đi. Mời ba vị vào trong. Quan Vũ, Hạ Trung Thu và một số thành viên trong chi bộ đều bị bắt hết rồi. Vậy tại sao em không có chuyện gì? Anh nói như vậy là sao? Quan Vũ, chẳng lẽ anh nghi ngờ em là người phản bội à? Em từng thề với tổ chức, em tuyệt đối không bán đứng tổ chức đâu. Quan Vũ à, nếu anh không tin tưởng em sẽ dùng nhân cách của em để thề đó. Ngay cả đồng chí cũng có thể bán đứng, thì phản đồ còn có nhân cách sao? Vậy thì em sẽ xin tổ chức giao cho em nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Em muốn dùng cái chết để chứng minh sự trong sạch của em. Nếu anh không tin em thì anh không đến gặp em đâu. Anh về đây vào tối hôm qua. Hình thức đấu tranh với kẻ địch bây giờ rất khắc khe. Em nhất định phải chịu đựng được sự thử thách khắc khe này đó. Em xin bảo đảm với tổ chức, em nhất định làm được. Quan Vũ, anh hút thuốc à? Trên người em có tiền không? Có một ít. Nào, đưa cho anh hết đi. Đây này. Còn nữa. Em trả tiền đi. Trong thời gian này đừng tìm anh. Có chuyện gì anh sẽ tìm em. Em ngồi ở đây, anh đi trước. Hạ Tiên Sinh. Hạ Tiên Sinh. Ông là Hạ Tiên Sinh phải không? Ông đúng là Hạ Tiên Sinh rồi. Ông ra rồi hả? Những người khác đâu? Tổ chức đã dùng tiền để bảo lãnh tôi ra trước đi. Còn các đồng chí khác hay hôm sau cũng được ra tù. Tổ chức à? Phái ai đến vậy? Điều này tôi vẫn chưa thể nói cho cô biết. Là Quan Vũ à? Không phải. Vậy thì lần này ông đến là để tìm tôi phải không? Cũng không phải. Tôi đến để tìm mẹ cô. Tôi đến để đưa mẹ cô đi. Mong cô có thể hiểu cho tôi. Vậy thì mẹ của tôi đã hứa với ông chưa? Tôi đã mua vé tàu hỏa để đến Thượng Hải rồi. 2 hôm sau chúng tôi sẽ rời khỏi Bắc Bình. Niệm Nhân à, bây giờ là thời kỳ phi thường. Tuyệt đối đừng nói cho người khác biết chuyện cô đã gặp tôi đấy. Phải giữ bí mật, biết không? Đợi sau khi tôi xếp ổn thỏa ở nơi khác, tôi sẽ liên lạc với cô. Đến ngay. Thi thúc thúc, Niệm Nhân đến rồi. Tìm Quang Văn phải không? Quang Văn cùng với đoàn khí giả của tổ chức Trung ương đến Tây An rồi. Không phải đâu, con đến tìm Quan Vũ đấy. Quan Vũ à? Quan Vũ đã đến phía Nam rồi mà. Thi thúc thúc à, con với Quan Vũ đã gặp nhau rồi. Con biết là thúc biết anh ấy đang ở đâu. Con xin thúc đó, nói cho con biết đi. Con đã gặp Quan Vũ rồi à? Dạ đúng. Thì thúc thúc, con biết thúc đang bảo vệ cho Quan Vũ. Thật ra con cũng vậy, bây giờ đang cấp bách. Thúc hãy nói cho con biết đi. Được rồi. Ai đó? Quan Vũ à? Ba đây. Đại tiểu thư Phạm gia tìm con có chuyện. Ba, ba đợi một lát. Con đến đây. Ba, vậy các con nói chuyện đi. Ba về trước đi. Trời tối rồi, ba đi từ từ đấy.